xuyên qua thế giới song song bắt đầu trở thành mango đại trưởng cơ hồ đầy màn hình hàng lưu tẩy não tình cảm chương trình giải trí cùng với tai nạn xe cộ tình yêu tam giác phim truyền hình điều này làm cho quốc dân chịu đựng được như thế nào cũng may lâm tử hiên đạt được một cái bài gia đại trưởng hệ thống tận sức thay đổi thế giới văn giải trí hiện trạng vừa nhậm chức liền tạo ra chương trình giải trí ca hát cấp hiện tượng toàn cầu giọng hát hay kích nổ cả nước tiếp theo là tài năng thách thức cực hạn cuộc sống hướng tới nhiệt ba cuộc sống hướng tới tôi có thể làm khách mời thường trú không ông chủ dương chuyến đi lãng mạn của vợ tôi nhất định có thể trở thành người vợ tốt của anh mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một tất cả đều là tình cảm tống nghệ thế giới bạn đang nghe tại truyện.audio Bàn xoài Tỷ lệ người xem ngày hôm qua đã có Tỷ lệ người xem là bao nhiêu Trước sau như một ổn định Vẫn là tất cả đài phát thanh vệ thì lót đấy Xong rồi xong rồi Đài chúng ta nhất định là xong rồi Dựa theo xu thế phát triển này, sớm muộn gì cũng xong đời Ta còn tưởng rằng chúng ta đổi sang Phú Nhị Đại Đài Trưởng, sẽ có khởi sắc xem ra là không có hy vọng. Ai, mọi người vẫn nên nhanh chóng tìm nhà tiếp theo đi. Còn tiếp tục như vậy, đài chúng ta sớm muộn gì cũng cần thuốc. Trong đài, mọi người một mảnh than thở. Mà phòng làm việc của đài trưởng, Lâm Tử Hiên lại vẻ mặt khó chịu nhìn tiết mục tình cảm yêu đương đi trên màn hình máy tính. Gõ bàn phím, đổi kênh vệ tinh, đồng dạng cũng là đang phát chương trình giải trí về tình cảm đại khái thay đổi bảy tám kênh vệ tinh lâm tử hiên dứt khoát tắt máy tính lười xem tiếp thật không biết những thứ này cái gọi là tình cảm tiết mục làm sao có thể có nhiều người xem như vậy đâu lâm tử hiên rất buồn bực cơ hồ tất cả kênh truyền hình vệ tinh tất cả đều đang ho chương trình giải trí tình cảm nhập vào từ hàn quốc những chương trình giải trí tình cảm này đổi canh không đổi thuốc chủ đề đều là về tình cảm lưỡng tính hơn nữa tỷ lệ người xem rất tốt trái lại trong nước cơ hồ không có một chương trình giải trí nào ra dáng tất cả đều là từ hàn quốc nhập vào mặc dù trong nước có mấy chương trình giải trí như vậy cũng đều là cùng phong hàn quốc làm cái gì tình cảm tuyển tú xem đến lâm tử hiên não đau làm một cái xuyên việt giả kiếp trước xem qua vô số kinh điển phim truyền hình điện ảnh tống nghệ hắn là thật chịu không nổi nhưng không thể tránh được chính là giải trí của thế giới song song này cực kỳ thiếu thốn. Giống như kiếp trước rất nhiều chương trình giải trí, điện ảnh, phim truyền hình. Ở chỗ này đều không có. Mà chết tử tế hay không, hắn nhập vào người lại là một đài trưởng trẻ tuổi lập chí muốn thay đổi hiện trạng giải trí trong nước. Người giám đốc đài truyền hình trẻ tuổi này, năm nay mới 20 tuổi. Nghe không thể tin được. Nhưng, đây là đại trưởng trẻ tuổi, còn có một thân phận khác hắn là con trai của Lâm Đình Nghiệp, người giàu nhất Long Quốc. Vẫn là một cây con độc nhất. Loại thân phận này, ưu việt cỡ nào? Chỉ là, thân là người giàu nhất nhi tử, tương lai trăm tỷ tài sản người thừa kế, nhưng là một khiêm tốn mà bình thường tử trạch năng. Điều này làm cho người cha giàu nhất lo lắng. Đứa con trai này của mình không thích xe sang trọng, không thích uống rượu, không thích xa xỉ phẩm, lại càng không dính cờ bạc hầu như không có sở thích tiêu tốn tiền. Quá mức bình thường. Điều này khiến Lâm Đình Nghiệp sốt ruột. Mình ở trên thương mại thành công như thế, xuất thân trăm tỷ, tiền này cho ai tiêu đây? Vì thế, thật vất vả nhi tử nói muốn làm một đại trưởng chơi đùa. Lâm Đình Nghiệp không nói hai lời, trực tiếp đánh nhịp, lợi dụng các loại quan hệ, không tiếc tiêu hao số tiền lớn, để cho Lâm Tử Hiên ngồi lên xoài đại trưởng vị trí. Tất nhiên, Mango đài trên thế giới này không phải là đài phát thanh hạng nhất. Vốn tưởng rằng có tài chính hùng hậu của Lâm Gia ủng hộ, đài xoài không nóng không lạnh cứ như vậy cất cánh. Nhưng sự thật chứng minh, có tiền cũng vô dụng. Người giám đốc trẻ này thực sự là một người ngoại ngành trong việc điều hành đài phát thanh. Vốn tỷ lệ người xem vẫn luôn ở trong phần đông đài phát thanh toàn quốc thuộc loại trung bình, cứ thế chơi thành hơn 20 đài truyền hình vệ tinh xếp chót cả nước. Hảo hảo một tay bài trực tiếp đánh thành nát cục. Đáng giận nhất chính là vì giám đốc đài truyền hình trẻ tuổi này trong một buổi họp báo lúc mới nhậm chức đã tàn nhẫn phê bình một đám tác phẩm điện ảnh và truyền hình thịt tươi. Hãy coi nó như rác rưởi. Hơn nữa, tuyên bố tuyệt đối sẽ không đưa vào chương trình giải trí tình cảm não tàn của Hàn Quốc. Nhất thời, ở trên Internet nhất lên phong ba không nhỏ. Bị vô số tiểu thịt tươi cùng với khán giả ác hận cho nên cục diện rối rắm này chỉ có thể do Lâm Tử Hiên hiện tại dọn dẹp. Bất quá, Lâm Tử Hiên tuyệt không cảm thấy hối hận. Cái gì mà chúng ta kết hôn yêu đương đi quan hệ nhẹ nhàng khoan khoái làm sao cứu vớt hôn nhân của chúng ta? Chỉ có những chương trình giải trí này, hắn nhìn là thật muốn ói. Có vẻ như chỉ còn hai tháng nữa là mango thai sẽ trở thành lịch sử. Lâm Tử Hiên hút một hơi thuốc, cười tự dễu. Len keng. Bại gia đài trưởng hệ thống nạp bắt đầu. Lên keng. Bại gia đài trưởng hệ thống nạp xong. Đậu má. Hệ thống chết tiệt, sao anh mới tới? Xem qua vô số internet tiểu thuyết lâm tử hiên tự nhiên hiểu được hệ thống đại biểu cho cái gì. Chỉ là, cái này bại gia đại trưởng hệ thống là cái quỷ gì? Hệ thống, mau nói về tác dụng của ngươi. Bản hệ thống tận sức đem ký chủ đánh tạo thành toàn cầu cao cấp nhất đại trưởng vậy chuyện này có liên quan gì đến bại gia? Trên đầu Lâm Tử Hiên có ba dấu chấm hỏi người da đen. Hệ thống. Ký chủ chỉ cần thông qua phá sản là có thể đạt được phá sản điểm, phá sản điểm thông qua tương ứng phá sản kim ngạch đến thu hoạch. Bại gia điểm có thể tại hệ thống thương thành đổi mua bất luận cái gì chương trình giải trí, điện ảnh, phim truyền hình các loại kịch bản, cùng với phụ trợ kỹ năng, đạo cụ. Nghe xong hệ thống giới thiệu, Lâm Tử Hiên như có điều hiểu ký chủ có cần mở bản thuộc tính cá nhân hay không, cùng với hệ thống thương thành. Mở ra. Lâm Tử Hiên không chút do dự. Ký chủ. Lâm Tử Hiên tuổi. 20 kỹ năng. Nôn đạo cụ. Nôn bại gia điểm. Không. Khá lắm, thật sự là hai bàn tay trắng A. Mở khu thương mại ra xem. Lâm Tử Hiên nói. Len keng. Một đạo màn hình giả định xuất hiện ở Lâm Tử Hiên trước mắt, cái này màn hình giả định thoạt nhìn có chút giống trò chơi thương thành mặt bản. Sau khi mở trung tâm thương mại ra, Lâm Tử Hiên nhìn ngay người. Khu thương mại phân hóa phi thường tường tế, cơ hồ cái gì cần có đều có. Đương nhiên, giá cả trao đổi cũng là siêu cao. Vậy điểm phá sản và số tiền phá sản tỷ lệ là bao nhiêu? Hệ thống 100, 1 ta ni mã lâm tử hiên muốn mắng chửi người tùy tiện một món hàng trong khu thương mại giá cả đều trên trăm vạn điểm phá sản đây chẳng phải là mỗi lần phá sản lấy trăm triệu làm điểm khởi đầu sao quên đi quên đi tuy rằng bài có chút tàn nhẫn nhưng ta thích sau khi hiểu rõ đơn giản lâm tử hiên bắt đầu tràn ngập hướng tới phá sản bất quá hệ thống cũng có yêu cầu phá sản không có nghĩa là tùy ý tiêu xài không phải ngươi tùy tiện tiêu xài, tặng cho, quyên tặng là được. Phải thật sự tiêu tiền ra ngoài. Tóm lại, hạn chế rất nhiều. Đương nhiên, kiếm được tiền, chỉ cần tiếp tục phá sản là được. Đến lúc củng cố địa vị đại trưởng của ta rồi. Khóe miệng Lâm Tử Hiên nhếch lên, chợt lấy di động ra gọi điện thoại cho cha mình. Đinh. Chỉ chốc lát sau công phu. Sau khi nhận được tin tức chuyển khoản 500 triệu Lòng tin của Lâm Tử Hiên bùng nổ. Về phần như thế nào bại hết 500 triệu này, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Nếu trong nước còn không có chương trình giải trí tốt, vậy hắn liền tự mình làm. Kiếp trước làm một chương trình giải trí chó, cơ hồ tất cả chương trình giải trí, hắn đều có hiểu biết. Vậy thì, chương trình giải trí đầu tiên, anh chọn chương trình ca hát tuyển chọn. Giọng hát hay của Hạ Quốc chính xác, là một chương trình giải trí ca hát thanh âm hay năm đó hoành không xuất thế, cơ hồ kinh diễm toàn bộ dân chúng Hạ Quốc. Tình thế còn mãnh liệt hơn cả nữ siêu nhân nhiều năm trước. Hơn nữa, Hạ Quốc hảo thanh âm đi chính là năng lượng tích cực, sân khấu truy mộng, toàn dân đều có thể báo danh tham gia. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tử Hiên quyết đoán lựa chọn nó. Các huynh đệ tỷ mùi, sách mới, cần mọi người to lớn ủng hộ. Sưu tầm, phiếu đánh giá, hoa tươi, khen thưởng đều không thể thiếu ha. Thập phần cảm tạ nha. Chương 02 Chế tạo hảo âm thanh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. So sánh với sáng tạo 101, tôi là ca sĩ, đẹp nhất và âm thanh, độ nhận thức âm thanh tốt cũng là cao nhất. Nói khô là khô. Sau khi xác định chương trình giải trí, giọng hát hay của Hạ Quốc, Lâm Tử Hiên lập tức bảo trợ lý xinh đẹp của mình sắp xếp hội nghị. Phòng họp Lâm Tử Hiên đem kế hoạch hạ quốc hảo thanh âm mình muốn mở phát cho mọi người trong đài. Nhìn phòng họp yên tĩnh không tiếng động, Lâm Tử Hiên ngồi ở vị trí chính, ngón trỏ cùng ngón giữa ở trên bàn làm việc nhẹ nhàng chậm rãi mà có tiết tấu gõ. Mọi người cũng đã xem bản kế hoạch. Nếu không có ý kiến gì với Hạ Quốc Hảo Thanh thì giải tán đi. Chờ một chút. Lâm Đại trưởng. Lâm Tử Hiên nói xong, Phó Đại trưởng Chu Kiến Tân ngồi ở vị trí chính giữa đứng lên. Lâm Tử Hiên híp mắt, ánh mắt quét về phía Chu Kiến Tân. Chu đại trưởng có cao kiến gì không? Chu Kiến Tân cười nhạo một tiếng. Bản kế hoạch này của Lâm đại trưởng tôi đã xem xong. Giọng hát hay của Hạ Quốc đúng là một chương trình ca hát tuyển chọn không tồi. Bất quá. Lâm Tử Hiên nhướng mày. Chu đại trưởng có chuyện gì cứ nói thẳng, con người tôi không thích công công. Chu Kiến Tân cúi đầu cười yếu ớt hai tiếng sau đó đem ánh mắt quét về phía những người khác trong phòng họp. Mọi người đều biết, hiện tại tất cả đài phát thanh truyền hình vệ tinh, chủ lưu đều là Hàn Quốc tình cảm chương trình giải trí cùng với nhân khí lưu lượng thịt tươi phim truyền hình. Tuy nói những này chương trình giải trí cùng phim truyền hình không có gì dinh dưỡng. Nhưng khán giả thích nó. Khán giả thích, tỷ lệ người xem mới có thể cao. Có xếp hạng, chúng ta mới có thể nhận được nhiều quảng cáo hơn mà hiện trạng trước mắt của đài chúng ta, tin rằng mọi người cũng đều thấy được. Tỷ lệ người xem giảm dần, đã trở thành hạng chót của hơn 20 đài phát thanh trên toàn quốc. Nói đến đây, Chu Kiến Tân quay đầu lại nhìn Lâm Tử Hiên, cười gượng nói. Cho nên, Lâm Đài trưởng. Giọng hát hay của Hạ Quốc mặc dù tốt, nhưng khán giả không nhất định sẽ nể mặt. Đặc sản Hàn Quốc tống nghệ cùng lưu lượng thịt tươi phim truyền hình, người không phát vì cái gì muốn phí sức làm tân tống nghệ đâu đúng vậy lâm đài trưởng anh còn quá trẻ phí công sức làm chương trình giải trí gì đó không bằng nghe ý kiến của chu đài trưởng đi không sai thử nghiệm sáng tạo mới cố nhiên trọng yếu nếu thành công thì dễ nói vạn nhất thất bại đài phát thanh chúng ta không chịu nổi dày vò ai vẫn còn quá trẻ người trẻ tuổi suy nghĩ cùng làm việc đều quá lý tưởng hóa, xúc động. Trong phòng họp, những người ủng hộ Chu Kiến Tân mồm năm miệng 10 nghị luận sôi nổi. Đều phản đối chương trình giải trí mới, giọng hát hay của Hạ Quốc do Lâm Tử Hiên đưa ra. Về chuyện này, Lâm Tử Hiên cũng không ngoài ý muốn. Phó Đại trưởng Chu Kiến Tân luận đại tư lịch, vẫn là nhân mạch, cũng quyền mưu chi thuật, đều bỏ mình mấy con phố. Nhất là sau khi lão đại trưởng thoái vị, vị trí đại trưởng vốn mơ ước nhiều năm, lại bị lâm tử hiên ngồi lên cái xa tử này muốn không kết cũng khó cho nên lâm tử hiên mặc kệ ở trong đài làm ra bất kỳ quyết định gì chu kiến tân đều sẽ lấy hai triệu nguyên lão thân phận tiến hành công khai khiển trách ngược lại đặc biệt là sau khi lâm tử hiên từ chối đưa vào chương trình giải trí hàn quốc lưu lượng phim truyền hình thịt tươi bất kể là trên mạng hay là trên sân khấu mọi người tràn ngập nghi ngờ và không coi trọng vị giám đốc đài truyền hình trẻ tuổi này có một ngày bàn xoài sớm muộn gì cũng phải chết bọn họ những lão nhân cầu an ổn trong đài này đi đâu cầu miếng cơm đi đâu vớt dầu nghe được mọi người nghi ngờ cùng oán giận lâm tử hiên chu kiến tân nâng khung kính trong lòng vô cùng đắc ý tiểu tử cái này đài trưởng vị trí cũng không phải người nào cũng có thể ngồi ngươi để cho mọi người lợi ích tổn hại sẽ có người ủng hộ ngươi trong lòng chu kiến tân thầm sản khoái không ngừng đối mặt mọi người nhất trí phản đối lâm tử hiên uống một ngụm trà nhuận cổ hồng. ngẩng đầu nhìn chu kiến tân vẻ mặt đắc ý lâm tử hiên lộ ra nụ cười vô hại nếu chu đài trưởng không coi trọng như vậy như vậy nói xong lời cuối cùng lâm tử hiên dừng lại một chút trên mặt đám người chu kiến tân nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ chu đài trưởng anh có thể nghĩ việc rồi lâm tử hiên hời hợt nói được cái, cái gì? Chu Kiến Tân cho rằng Lâm Tử Hiên đồng ý với quan điểm của hắn, chờ sau khi hắn phục hồi tinh thần, còn một tiếng, từ trên ghế bật dậy. Lâm Đại trưởng, đây là ý gì? Lâm Tử Hiên dùng một loại nhìn quan tâm lão nhân thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn về phía hắn. Chu Đại trưởng chính trực tráng niên, nhanh như vậy đã có vành tai. Ngươi! Chu Kiến Tân mặt đều xanh mét, vỗ bàn phẫn nộ nói. Lâm Đại trưởng, ta làm sai cái gì ngươi muốn cho ta sa thải thứ nhất bạn đã cản trở nghiêm trọng con đường phát triển sáng tạo của đài phát thanh thứ hai chu đài trưởng sắp đến tuổi về hưu cân nhắc đến sức khỏe của chu đài trưởng vị trí phó đài trưởng này đương nhiên phải để cho người thích hợp hơn đến ngồi thứ ba tôi là người đứng đầu đài anh nói xem có quyền cho anh nghỉ việc hay không lâm tử hiên một hơi đưa ra ba ví dụ ví dụ như nói chắc như đinh đóng cột thanh thế dọa người nói dẫn lão tử muốn thúc đẩy cải cách chương trình giải trí phát triển chương trình giải trí mới ngươi đạp ngựa làm chướng ngại vật cho lão tử đây không phải là đốt đèn lồng trong hố xí tìm phân sao huống chi lâm tử hiên đã sớm thấy chu kiến tân khó chịu ỷ vào mình là lão nhân trong đài cùng một đám lão bánh quẩy ông đoàn sưởi ấm chống lại tân đài trưởng này đây tuyệt đối là tìm đường chết không chơi anh chơi ai tiểu oa nhi họ lâm ngươi ngay cả đài phát thanh tôn chỉ là cái gì đều phân không rõ ngươi còn dám để cho ta mất việc chu kiến tân trống to một bộ tôi là linh hồn của đài phát thanh lâm tử hiên không để ý đến hắn phất phất tay bảo bảo vệ đỡ hắn ra ngoài nói đến bảo vệ bảo vệ nơi này thật ghê gớm vì bảo đảm an toàn cho con trai nhà giàu nhất cha Lâm Đình Nghiệp của Lâm Tử Hiên đã sớm vụng trộm đem những bảo an này đổi thành người một nhà. Mỗi một vị bảo an không nói là cấp bảo tiêu, nhưng đều có chút tài năng. Thấy Chu Kiến Tân bị đưa ra ngoài. Cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Lâm Tử Hiên dùng sức vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người lấy lại tinh thần. Được rồi. Chu Đại trưởng đã mất việc, còn có ai có ý kiến, có thể nói ra. Chiêu này của Lâm Tử Hiên dết một trăng trăm, lập tức có tác dụng kinh sợ. Lúc này, ai sẽ ra ngoài làm chim đầu đàn đây? Tốt lắm. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy công việc của Hảo Thanh Âm làm phiền mọi người phí chút tâm sự. Nói xong, mang theo tâm tình sung sướng, Lâm Tử Hiên nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Các huynh đệ tỷ mùi, sách mới, cần mọi người to lớn ủng hộ. Sưu tầm, phiếu đánh giá, hoa tươi, khen thưởng đều không thể thiếu ha thập phần cảm tạ nha. Chương 03 Trước tiên bài gia năm ức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nếu muốn cứu vớt một chút sản nghiệp giải trí văn hóa trong nước, như vậy cải cách radio là xu thế tất nhiên. Sau khi trở lại văn phòng, Lâm Tử Hiên bắt đầu cân nhắc vấn đề chọn giáo sư thanh âm tốt. Là chương trình giải trí ca hát tuyển chọn, vai trò của thầy hướng dẫn là vô cùng quan trọng. Một học viên có tiềm lực về âm nhạc hay không, phải xem trình độ chuyên môn của các thầy hướng dẫn đối với âm nhạc. Chỉ có chọn ra học viên ca hát ưu tú, tiết mục mới đáng xem. Khán giả sẽ thích. Nếu như ngay cả đạo sư cũng không có trình độ chuyên nghiệp, tuyển ra học viên có thể có thực lực. Ừ, Chu Tiệp Luân, Tạ Đỉnh Phong, Vương Lập Hoành là những ca sĩ lâu đời của Trung Thanh. Lâm Tử Hiên lên mạng tìm kiếm. Ba người này cùng thủy tinh thế giới danh tiếng giống nhau. Trong thế giới song song này, bọn họ cũng đều là ca sĩ lâu năm thiên vương thành danh đã lâu. Tạ Đỉnh Phong, tuổi trẻ thành danh, năm xưa lấy thân phận ca sĩ ra mắt, vài năm ngắn ngủi nổi tiếng hơn nửa lần trời. Dùng sức một mình, kết thúc thời đại hương thành tứ đại thiên vương. Mới 20 tuổi đã trở thành đại minh tinh nổi tiếng. Cũng là nhân vật đầu tiên giành được tượng vàng ảnh đế của thế hệ 8X. Ca sĩ, diễn viên, đầu bếp và vô số vinh dự khác có thể nói là một ngôi sao toàn năng. Cho dù nhiều năm trôi qua, hắn vẫn nóng nảy đến nay. Mời hắn tới đảm nhiệm hảo thanh âm học viên đạo sư, tuyệt đối danh xứng với thực. Về phần thành tựu âm nhạc của Chu Tiệp Luân thì càng thêm không dậy nổi. Sức mạnh âm nhạc của một người, thay đổi trạng thái trì trệ không tiếng của giới âm nhạc Hoa ngữ, đem gió hạ quốc thổi khắp toàn bộ châu Á. Là cục mốc của âm nhạc Hoa ngữ sau năm 2000, anh không chỉ nổi tiếng ở hạ quốc hồng mà còn là một trong 10 thiên tài âm nhạc lớn nhất thế giới. Các loại giải thưởng âm nhạc cơ hội lấy được mềm tay. Ở thời kỳ đỉnh cao, vô số nhạc sĩ trong giới âm nhạc hoa ngữ không thể ngẩng đầu. Là ký ức thanh xuân của một người thời đại. Do hắn đảm nhiệm đạo sư hảo thanh âm, đều có chút đại tài tiểu dụng. Còn có một vương lập hoành, Mỹ Nam tử tập hợp nhan sắc và tài hoa. Mới hai mươi mấy tuổi, đã giành được giải nam ca sĩ xuất sắc nhất kim khúc trở thành người chiến thắng trẻ nhất trong lịch sử giải thưởng gôn đần sông. Tài năng của họ đã được công nhận. Làm giáo viên hướng dẫn học viên hảo thanh âm, dư giả. Ba người này đều là ứng cử viên không tồi. Lâm Tử Hiên hết sức hài lòng. Chỉ là hơi tốn tiền thôi. Muốn mời động ba người này, thù lao tuyệt đối là con số trên trời. Bất quá, đối với Lâm Tử Hiên mà nói, tiền chẳng qua là con số mà thôi, hắn muốn phá sản tự nhiên muốn bại được có giá trị. Quá rẻ, cũng không có ý nghĩa gì. Còn thiếu một vị đạo sư, tốt nhất nên chọn một vị lớn tuổi một chút. Lâm Tử Hiên suy nghĩ một chút. Đao Lan. Chính xác. Chính là Đao Lan. Là nhân vật tiền bối trong giới âm nhạc, Đao Lan tuyệt đối có thể đảm nhiệm chức học viên đạo sư. Chỉ là Đao Lan rất khó mời. Đao Lan ở thế giới trước từ chối rất nhiều lời mời phỏng chừng đao lan ở thế giới này cũng không kém nhiều lắm. Lâm Tử Hiên suy nghĩ sâu xa vài giây. Vậy thì giữ tranh khánh đi. Là giáo sư lâu năm của giọng hát hay. Tuy thực lực kém một chút, nhưng làm sôi động không khí trên sân khấu lại là một tay cừ khôi. Một chương trình giải trí thành công, yếu tố hài hước vẫn phải có một chút. Có thể liên tục mấy mùa làm thầy hướng dẫn, giữ tranh khánh tuyệt đối có chỗ dùng của hắn. Đương nhiên, Dữ Chanh Khánh chỉ có thể lựa chọn. Nếu Đào Lan không chịu đến, vậy mời Dữ Chanh Khánh. Đát đát đát. Đúng lúc này, trợ lý vội vàng bước vào văn phòng. Lâm Tử Hiên ngẩng đầu nhìn, là mỹ nữ trợ lý Giang Tiểu Bạch của mình. Một trợ lý mới tốt nghiệp đại học không lâu. Sở Dĩ Lâm Tử Hiên chọn cô, nguyên nhân rất đơn giản. eo nhỏ chén lớn, da trắng chân dài, cố gắng hiếu học quan trọng nhất là cô đơn thuần giống như một tờ giấy trắng không giống những lão bánh quẩy trong đài mỗi người đều đào rỗng tâm tư làm động tác nhỏ xảy ra chuyện lớn rồi đài trưởng xảy ra đại sự gì lâm tử hiên hỏi người già trên đài đều náo loạn nghỉ việc chuẩn bị chuyển công tác sang đài khác Giang tiểu bạch trừng đôi mắt xinh đẹp nói à biết rồi lâm tử hiên gật đầu vẻ mặt không hề dao động đại trưởng, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu bọn họ tập thể từ chức, đại chúng ta liền xong rồi. Nhìn thấy thái độ thờ ơ của Lâm Tử Hiên, Giang Tiểu Bạch gấp muốn chết. Lâm Tử Hiên cũng không ngẩng đầu, ở trên một tờ giấy ngoắt ngoắt vẽ tranh. Chuyển công tác thì nhảy đi. Người cũ không đi, người mới không đến. Chờ radio của chúng ta phát hỏa, bọn họ muốn trở về cũng khó khăn lâm tử hiên căn bản không đem đám người gọi là lão nhân này để vào mắt đám lão bánh quẩy này hôm nay không đi hắn sớm muộn cũng phải diệt trừ bọn họ ra ngoài thuận tiện thay máu trong đài nhưng mà bọn họ đi rồi đài phát thanh của chúng ta không có ai hơn nữa tỷ lệ người xem đài phát thanh của chúng ta vẫn thấp chót rất nhiều người mới đều không muốn đến đài phát thanh của chúng ta làm việc nói xong lời cuối cùng Giang Tiểu Bạch gấp đến muốn khóc. Từ một tiểu manh tân công sở, được Lâm Tử Hiên đặc biệt nâng lên vị trí trợ lý. Trong lòng Giang Tiểu Bạch vẫn vô cùng cảm kích Lâm Tử Hiên. Trong lòng cũng là muốn vì radio làm ra một chút sự thật. Đài phát thanh Mango ngày nay thực sự rất tệ. Người mới thông minh đều biết, xoài đài thu hình lót đấy, người cầm quyền lại là một phú nhị đại, làm cho rất nhiều người căn bản nhìn không thấy hy vọng, thà rằng ở đài phát thanh khác chịu đựng tư lịch, cũng không muốn ở xoài đài tình nguyện bình thường. Lâm Tử Hiên ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn cô một cái. Nhà đầu ngốc, hoàng thượng không vội, thái giám vội. Việc này là ngươi quan tâm sao? Lâm Tử Hiên lại hỏi. À đúng rồi, Hà Quýnh và Uông Hàng cũng âm ý đổi nghề. Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Thầy Hà và thầy Uông tỏ vẻ rất coi trọng chương trình giải trí mới của thầy giọng hát hay của Hạ Quốc, bọn họ không có ý rời đi vậy là tốt rồi lâm tử hiên hài lòng gật đầu hai vị này tuy rằng hiện tại trong giới chủ trì không tính là nhân vật nổi tiếng nhưng tương lai khó mà nói chỉ cần hai vị này không đi tất cả những người khác đi hết đều không sao à đúng rồi thầy hà và thầy uông nhờ em hỏi thầy một chút người dẫn chương trình giọng hát hay của hạ quốc đã có người chọn chưa nếu không bọn họ có thể đảm nhiệm không yêu à mau tự đề cử mình nói đều hỏi đến phần tử này lâm tử hiên có thể không đáp ứng sao được không thành vấn đề nói với thầy hạ và thầy uông giọng hát hay của hạ quốc để họ chủ trì mặt khác đây là danh sách mời của thầy hướng dẫn hảo thanh âm em đi sắp xếp một chút sau khi giang tiểu bạch lấy được danh sách mời cái miệng nhỏ nhắn của anh đào mở thành hình chữ o chu tiệp luân tạ đỉnh phong vương lập hoành cái này phải tốn bao nhiêu tiền a? À? Đại trưởng, mấy người này đều là đại bại trong nước chúng ta, phải tốn rất nhiều tiền. Lâm Tử Hiên cười cười. Tiền không thành vấn đề. Tuyên bố với bên ngoài, lần này chúng ta dùng 500 triệu để sắp xếp. 500 triệu. Giang Tiểu Bạch cũng bối rối. Không hổ là con trai của Lâm Đình Nghiệp, người giàu nhất trong nước. Chính là ngang ngược a. À? Chương 04 tìm kiếm tối cường ban giám khảo đạo sư bạn đang nghe tại truyện chấm audio giang tiểu bạch có thể trở thành lâm tử hiên trợ lý tự nhiên không thể nào là cái bình hoa chỉ qua một ngày giang tiểu bạch cũng đã cùng dự định bốn người câu thông qua đại trưởng đao lan từ chối nói gần đây không có thời gian ngài xem giang tiểu bạch sắc mặt có chút xấu hổ không có việc gì ba vị đạo sư khác tình huống thế nào lâm tử hiên hỏi đao lan vẫn giống như thủy tinh thế giới đối với tham gia chương trình giải trí một chút hứng thú cũng không có lâm tử hiên đối với kết quả này đã sớm có chuẩn bị trong lòng trước mắt hắn quan tâm nhất vẫn là ba người kia có đáp ứng hay không nếu như không mời được người chế tác ca khúc nổi tiếng thích hợp làm hướng dẫn viên hàm lượng vạn của chương trình sẽ có khiếm khuyết hơn nữa phương diện chi tiêu này chiếm địa vị hết sức quan trọng trong kế hoạch của lâm tử hiên Chu Tiệp Luân ra giá 80 triệu, Tạ Đình Phong ra giá 70 triệu, còn Vương Lập Hoành chỉ cần 50 triệu. Nghe Giang Tiểu Bạch báo cáo. Lâm Tử Hiên ở trong lòng tự hỏi. Không tính một phần của cấp Lâm Đạo Sư, lúc này mới vừa vặn tốn 200 triệu tiền mặt mà thôi. Theo tỷ lệ hệ thống cho, chỉ có thể đạt được 2 triệu điểm phá sản. So với giá cả hàng trăm hàng ngàn hàng vạn điểm phá sản trong khu thương mại, có chút ít phải nhanh chóng tiêu hết 300 triệu tiền mặt còn lại trong tay mình. Cậu lập tức liên lạc với thầy Harry S đi, hỏi xem anh ấy có hứng thú tham gia chương trình truyền hình của chúng tôi không. Lâm Tử Hiên ngẩng đầu nói với Giang Tiểu Bạch. "Vâng, đại trưởng." Sau đó, Giang Tiểu Bạch liền bắt đầu tìm kiếm phương thức liên lạc với người đại diện của cấp Lâm. "Xin chào, tôi là Giang Tiểu Bạch của đài truyền hình xoài, muốn mời thầy cấp Lâm tham gia một chương trình giải trí của chúng tôi." may mắn quá, lúc này Cáp Lâm đang ở cùng một chỗ với trợ lý của hắn. Sau khi Giang Tiểu Bạch tỏ rõ thân phận và ý đồ đến đây, điện thoại đã được giao cho Cáp Lâm. Tôi là Harin, nghe nói hai người muốn mời tôi. Có thể giới thiệu đơn giản không? Thấy đối phương không lập tức cự tuyệt, Giang Tiểu Bạch trong lòng vui vẻ, có hy vọng. Vội vàng giới thiệu sơ lược kế hoạch hạ quốc hảo thanh âm cho Cáp Lâm một lần mà bản thân cấp lâm sau khi nghe Giang Tiểu Bạch giới thiệu. Suy nghĩ một lúc. Cảm thấy tiết mục này có tính khả thi rất cao. Nếu như có thể từ dưới tay mình đi ra vài tên ca sĩ ưu tú, mình cũng có thể theo đó tăng lên không ít danh tiếng. Sau này người này đi đến đâu, trên người đều mang theo nhãn hiệu của mình. Cho dù chương trình này rất kém cỏi, không ai hỏi thăm. Bản thân cũng không có tổn thất gì, còn có thể lấy được một khoản phí ra sân không tệ. Lúc này đáp ứng thỉnh cầu của Giang Tiểu Bạch. Phương diện chi phí ngược lại không cao như ba vị kia, chỉ cần ba ngàn vạn. Nhận được câu trả lời thuyết phục của cấp Lâm, Giang Tiểu Bạch lập tức đem tin tức này nói cho Lâm Tử Hiên. Mới chào giá ba ngàn vạn, so với Lâm Tử Hiên dự đoán ít hơn rất nhiều. Vất vả cho cậu rồi, công tác quảng bá chương trình và tuyển chọn tạm thời cũng giao cho cậu phụ trách. Lâm Tử Hiên nói với Giang Tiểu Bạch. Nghe Lâm Tử Hiên nói xong, Giang Tiểu Bạch có chút rối rắm. Mình ra ngoài làm việc không bao lâu, còn chưa có cơ hội tiếp xúc với công việc này. Nếu như là tiết mục đầu tư nhỏ khác, cô còn có lòng tin đi làm, làm phong phú thêm một chút kinh nghiệm của mình. Để làm giọng hát hay của Hạ Quốc, đại trưởng đã yêu cầu gia đình 500 triệu. Giang Tiểu Bạch tự nhận không có năng lực làm tốt việc này. Vì thế đối với Lâm Tử Hiên nói. Đại trưởng, Chuyện này quá quan trọng, ta cảm thấy hay là đổi cái khác kinh nghiệm tương đối phong phú người tới làm. Không cần ngươi cảm thấy, muốn ta cảm thấy. Lâm Tử Hiên ở trong lòng âm thầm phun tạo một chút. Sợ cái gì? Không có kinh nghiệm thì phải đi học làm. Hơn nữa, hơn 200 triệu tài chính cho ngươi đi làm tuyên truyền, chẳng lẽ còn có cái gì kỹ xảo sao? Giang Tiểu Bạch khó có thể tin hỏi đại trưởng anh định đem 200 triệu còn lại đầu tư vào tuyên truyền. Ngài không ở lại nhiều một chút sao? Đại thủ bút của Lâm Tử Hiên quả thực dọa Giang Tiểu Bạch không nhẹ. Tỷ lệ người xem của đài truyền hình chúng tôi trong những năm gần đây tiếp tục giảm. Khán giả mất quá nhiều không tốn nhiều tiền vào tuyên truyền, cho dù là tiết mục tốt, trong một thời gian ngắn cũng sẽ không có thành tích quá tốt. Cho nên lần này, phải tiếp một liều mảnh dược. Được rồi, nhanh lên, làm tốt công tác tuyên truyền và tuyển chọn. Lâm Tử Hiên nói. Giang Tiểu Bạch vẽ mặt hoảng hốt đi ra văn phòng, nhiều tiền như vậy, chính mình nên như thế nào xuống tay? Quảng cáo truyền hình nhất định phải sắp xếp trước. Không riêng gì đài xoài nhà mình một ngày chiếu mấy chục lần. Còn giàu nước đố đổ vách mua vài cái đài thời gian hoàng kim, vì hạ quốc hảo thanh âm tuyển chọn, tạo thế. Trên mạng, quan bác của mang quả đài cũng tung ra tin tức liên quan. Sau đó Giang Tiểu Bạch cũng không biết số tiền còn lại nên làm những gì. Sau khi nghe cô báo cáo công việc, Lâm Tử Hiên có chút đau đầu. Đi tới đi lui vài ngày, liền đem chút tiền lẻ này xóa đi. Còn lại gần 200 triệu tiền chưa tiêu hết. Lâm Tử Hiên nói thẳng, mức độ quảng cáo này của cậu còn xa mới đủ. Bây giờ internet đang phát triển, bạn có thể mua quảng cáo trên các trang web lớn. Còn có thể dùng tiền mua nhiệt độ a. Tìm thủy quân gây sự, đem đề tài xào lên. Đẩy cũng đừng rơi xuống. Tất cả đều phải xem tin tức tuyên truyền của chương trình chúng ta. Như một người Mercury thuần khiết. Đối với tổ hợp quyền này, đó là tương đối quen thuộc. Bất quá tự hồ luôn cảm thấy khuyết điểm gì đó. Trầm tư một hồi, giám khảo giai đoạn tuyển chọn còn chưa quyết định. À đúng rồi, đừng quên chiêu mộ giám khảo tuyển chọn trên ủy bộ chính thức của chúng ta những giám khảo này nhất định phải tìm người có tố chất âm nhạc đủ để kiểm định không cần cái gì dưa leo nước táo đều bỏ vào bên trong lâm tử hiên ở đây lại đặc biệt nhấn mạnh nhất định phải tìm chuyên nghiệp chương trình này có thành công hay không chất lượng học viên cũng chiếm một phần lớn nhân tố đến lúc đó tùy tiện một người ngủ âm không được đầy đủ cũng có thể lên đài thả bay bản thân vậy còn được khán giả đến xem chương trình của anh chứ không phải đến tìm ngược đãi đây không phải là những chương trình khóc lóc thảm thiết. Bài hát có dễ nghe hay không không quan trọng, câu chuyện bị đủ thảm là được. Chúng ta là những người chuyên nghiệp. Lâm Tử Hiên suy nghĩ một chút, vẫn có chút không yên lòng. Vì thế lại nói với Giang Tiểu Bạch. Thật sự không tìm được người thích hợp. Đến những trường âm nhạc nổi tiếng tìm giáo viên làm giám khảo. Hiểu chưa? Các huynh đệ tỉ mùi, sách mới tuyên bố, khẩn cầu mọi người cho điểm cất giữ. Hoa tươi, phiếu đánh giá đi, bản thảo lưu trữ đầy đủ. 7 ngày lên giá. Lên giá đại bạo phát. Cảm ơn nha. Chương 05 Mới tống nghệ chịu đến nhóm trào, cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giang Tiểu Bạch vẽ mặt sùng bái nhìn Lâm Tử Hiên. Chính mình cầm tiền cũng không biết tiêu như thế nào, đài trưởng hai ba cái liền đưa ra nhiều phương án tuyên truyền như vậy quả nhiên là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình. Tôi biết phải làm gì rồi. Giang Tiểu Bạch đáp. Có Lâm Tử Hiên đề cập. Thanh thế của Hạ Quốc Hảo thanh âm cuối cùng cũng lớn lên. Trên mạng tùy ý có thể thấy được quảng cáo như kẹo dẻo. Ném cũng ném không xong. Cư dân mạng đơn thuần của Hạ Quốc làm sao từng trải qua loại tư thế này. Có một nhóm nhỏ bị thành công hấp dẫn, ông ấp ước mơ, đăng ký tham gia tuyển chọn mà phần lớn mọi người thì xì mũi coi thường thanh âm tốt của Hạ Quốc. Chương trình tuyển chọn Lâm Tử Hiên đầu óc ngỏa đặt Thứ này làm ra có ai xem không? Rõ ràng có rất nhiều trường hợp thành công có thể bắt chước, học tập. Hết lần này tới lần khác nếu không đi con đường bình thường, thế nào cũng phải làm chút gì đó kỳ kỳ quái quái đi ra. Tài sản của ba mẹ cậu sớm muộn gì cũng khiến cậu thua sạch. Ngươi làm thì làm, dù sao chúng ta không nhìn là được. Nhưng bạn mẹ nó đi khắp nơi mua quảng cáo thì có chút quá đáng. Tôi mở tivi chính là Hạ Quốc Hảo Thanh Âm. Tiện tay mở một trang web, cũng là đang nói thanh âm tốt của Hạ Quốc. Qua, wow, quả thực tâm tính cao nhân. Đây đại khái là có tiền tùy hứng. Cho dù làm một đống tường đi ra, cũng phải đóng gói tốt nhất đúng không? Điều khiến tôi nghĩ mãi không ra chính là, tại sao trên mạng còn có nhiều người khen chương trình này như vậy lúc trước lâm tử hiên công khai tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không đưa vào chương trình giải trí của hàn quốc cũng không mua phim truyền hình thịt tươi đắc tội một đám đông lớn thân phận phú nhị đại càng làm cho không ít người có tâm lý thù phú mang thành kiến nhìn hắn làm cho người ta khinh thường chính là từ sau khi hắn lên đài tỷ lệ người xem của mang quả đài càng ngày càng thấp có rất nhiều dấu hiệu sắp bị hủy trong tay hắn. Hiện tại muốn lập dị làm ra một chương trình giải trí mới, ai sẽ xem trọng hắn? Đây không phải là tiết tấu muốn đem bàn xoài chỉnh đến chết sao? Trên mạng đó là một mảnh tiếng mắng chửi. Ta cầu xin ngươi buông tha mango đài, hảo hảo làm người đi. Về nhà làm phú nhị đại của ngươi hắn không thơm sao? Thật không biết hắn lấy đâu ra dũng khí, làm những này kỳ kỳ quái quái đồ vật đi ra còn cự tuyệt phim truyền hình của tiểu không nhà tôi. Ngươi ngoại trừ một cái phú nhị đại thân phận, có chỗ nào so với nhà ta thái tiểu khôn? Rác rưởi đài trưởng, mau xuống đài về nhà uống sữa đi, lại dám xem thường nhà ta lục hàm. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi điểm nổi bật của chương trình này ở đâu. Ai đó có thể giải thích cho tôi không? Giải thích cái trắm A, à, tiết mục này chính là hắn đầu óc một trừ mò mò ra đến đấy ai biết hắn đang nghĩ gì? Có lẽ là chịu đủ đầu độc của quảng cáo. Cư dân mạng ngoài miệng không có chút ý lưu tình nào. Trong hiện thực khúng núng, trên mạng mắng chữ người nặng quyền xuất kích. Một phím nơi tay, ngạo thị quân hùng. Quân thể phan hâm mộ tiểu thịt tươi nổi tiếng, tuổi tác phổ biến hơi nhỏ. Mắng người lại càng không lựa lời. Mà những tiểu thịt tươi này được các fan ủng hộ. Sau khi nhìn thấy tin tức này, cũng vui vẻ lên từ sau khi xoài đài tẩy chay chương trình giải trí hàn quốc và những tiểu thịt tươi như bọn họ những tiểu thịt tươi này trong lòng đã sớm nghẹn tức giận cho nên đều cảm thấy lâm tử hiên làm giám đốc đài truyền hình xoài chỉ là sở thích cá nhân mà thôi khi thành tích vẫn không có chuyển biến tốt đẹp gì khẳng định sẽ ngoan ngoãn trở về kế thừa gia sản hàng tỷ của mình không nghĩ tới bây giờ lại còn muốn tự mình làm một chương trình giải trí đây không phải là muốn cho người ta cười rụng răng sao lâm tử hiên hắn nếu thật sự có năng lực này làm sao có thể làm cho mang quả đài một lần biến thành đài truyền hình hạng ba vứt bỏ thành kiến giữa bọn họ và lâm tử hiên bọn họ cũng không cho rằng hạ quốc hảo thanh âm có bất kỳ khả năng thành công nào tình hình kinh doanh của đài truyền hình tất cả mọi người đều nhìn thấy dựa theo cường độ quảng cáo của hắn mà xem lâm tử hiên không chỉ vét sạch của cải của mang quả đài mình hẳn là cũng dán không ít tiền mới đúng. Đây là muốn đem bàn xoài làm cho chết nha. Có thể tận mắt nhìn thấy một đài truyền hình đóng cửa, tự hồ cũng là chuyện tương đối khó có được. Thái tiểu không sau khi nhìn thấy, lại càng vui vẻ vô cùng. Trong lòng nói loại ngu xuẩn này còn dám kêu gào cự tuyệt tiểu thịt tươi hết thảy tác phẩm. Chờ quay đầu lại không làm được nữa, có khi ngươi khóc. Bất quá, vì phát tiết ác khí trong lòng, Thái Tiểu không dùng ác nhỏ của mình, chuẩn bị ghê tẩm vị tân nhậm đài trưởng này một chút. Đương nhiên, vì sao phải dùng ác nhỏ, ác lớn hắn không dám a à, người ta nói thế nào cũng là con trai của người giàu nhất Long Quốc, oán hận ngươi mắng ngươi, ngươi dám đánh trả. Từng phút từng phút phong sát ngươi. Vừa vặn ác nhỏ của hắn cũng có không ít fan hâm mộ. Vì thế anh ta phát khăn quàng cổ nói. Trong công việc và cuộc sống, Sợ nhất chính là người ngoài nghề quản lý người trong nghề. Rõ ràng cái gì cũng không hiểu, lại được giao cho quyền lợi khoa tay múa chân. Công ty như vậy, đường ra ở đâu? Không có cố ý ngãi đặt ai. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã biết, ác nhỏ Thái Tiểu không đây là đang mắng Lâm Tử Hiên chỉ là người ngoài nghề, đang đuổi mang quả đài vào đường cùng. Thái Tiểu không không ngã đặt ai, không có nghĩa là những người khác không ngã đặt a. À. Một thiên khăn quàn cổ này một khi phát ra. Liền nhận được rất nhiều fan tân bốc. Đều đăng lại và đăng tải Weibo chính thức của mang quả đài. Lâm đại đài trưởng, còn không rõ mình có mấy cân mấy lượng sao. Thừa dịp xoài đài còn có tích lũy nhất định, nhanh chóng thu tay lại, không cần hòa hòa nữa. Đều là người trẻ tuổi, vì sao thái tiểu không nhà tôi có thể trở thành ngôi sao nổi tiếng. Mà Lâm tử hiên ngay cả một đài truyền hình cũng làm không tốt đây chính là thể hiện chênh lệch thực lực người trẻ tuổi cũng không chỉ thái tiểu không nha nhà ta lục hàm cũng trẻ tuổi bộ dạng còn đẹp trai như vậy danh tiếng cũng tương đối cao tất cả các chương trình giải trí đều hỏng bét an trư à mũi bắt kém hơn các ngươi sao có bề ngoài khuynh quốc khuynh thành tài nghệ tính cách cũng rất tốt trong các chương trình cũng khá phong phú không giống như bị lâm tử hiên cự tuyệt ngoài cửa phú nhị đại này ánh mắt rất cao. Không ai coi thường hắn ngoài chính hắn. Lời nhắn này thành công thu hút sự chú ý của An Trư rồi mũi bắt. Các huynh đệ tỷ mùi, sách mới tuyên bố, khẩn cầu mọi người cho điểm cấp giữ. Hoa tươi, phiếu đánh giá đi, bản thảo lưu trữ đầy đủ. Bảy ngày lên giá. Lên giá đại bạo phát. Cảm ơn nha. Chương 06 Bỏ qua ác tục, quay về hảo âm thanh, có bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tầm mắt của kẻ có tiền không cùng đẳng cấp với chúng ta, mọi người phải khiêm tốn học tập. An Trư Á Bắc Tị cũng không dám dùng ác lớn, dùng ác nhỏ không chỉ trả lời bình luận của fan này, còn nhấn like. Đã sớm nhìn Lâm Tử Hiên người này không vừa mắt. Thật vất vả nắm lấy một lần cơ hội, có thể hảo hảo chăm chọc hắn. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Thế giới này giới giải trí, so với thủy tinh thế giới, quả thực ác liệt nhiều lắm. tất cả mọi người trong giới đều đang theo đuổi độ nổi tiếng, thiết lập con người, vân vân và vân vân. người có chân tài thực học cơ hồ không có mấy người. thật đúng là rất phù hợp với hai chữ giải trí. mà chủ đề tuyên truyền của Lâm Tử Hiên cho thanh âm tốt là gì? hãy từ bỏ tục lệ và trở về với tiếng nói tốt lành. không trong mặt mà bắt hình dong, chỉ dùng âm thanh đã động lòng người. Tiêu chuẩn lựa chọn học viên của các đạo sư minh tinh đều lấy âm thanh, tốt, làm chủ. Kết hợp với cách làm chống lại tiểu thịt tươi của Lâm Tử Hiên lúc trước. Điều này khiến họ cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Mọi người vốn đã có chút lương tâm lại càng làm trầm trọng thêm chuyện của Lâm Tử Hiên. Lục Hàm đương nhiên không thể vắng mặt trong đại hội trào phúng này, đồng dạng dùng ác nhỏ có mấy vạn phan nói thẳng. Luôn luôn có người bề ngoài thuận theo trào lưu, trên thực tế lại làm chút chuyện ly kinh phản đạo anh dùng cái gì để đảm bảo tính công bằng công bằng của chương trình tiền sao cái này cậu không hiểu thật ra lâm tử hiên vẫn rất công bằng chỉ là phẩm vị có thể không giống với đại chúng mà thôi vì vậy hãy chắc chắn để cho chúng tôi biết trước chương trình này định nghĩa âm thanh tốt đại khái là như thế nào để cho chúng ta có chuẩn bị tâm lý dưới sự dẫn dắt của những tiểu thịt tươi này các loại tiết tấu bay lên nếu chứng mắt những tiểu thịt tươi bọn họ, vậy cũng phải cho tiêu chuẩn chứ. Ngay cả một tiêu chuẩn cũng không có, ai biết ngươi có phải dựa theo sở thích của mình để định nghĩa tốt xấu hay không. Thậm chí có cư dân mạng ngạc nhiên, cư nhiên suy đoán ra tiết mục này phải dựa vào bán thảm để tranh thủ sự đồng tình của khán giả. Khá lắm, ngươi không đi làm nghề này thật sự là khuất tài. Phải biết rằng, chương trình tuyển chọn tài năng còn chưa nổi lên trên thế giới này không ngờ có người lĩnh ngộ được tinh túy của một tầng thứ khác đối mặt với các loại trào phúng trên mạng lâm tử hiên căn bản không có phản ứng ngay từ lúc dự định làm tiết mục này hắn cũng đã dự liệu được tình huống hiện tại hoàn cảnh trong làng giải trí thật sự là quá dị dạng hết lần này tới lần khác khán giả còn hãm sâu trong đó mà không tự biết lâm tử hiên có tâm thay đổi tình huống như vậy lại vô lực làm hiện tại có hệ thống điều này cho hắn thấy được hy vọng từ đó. Đây chính là ngón tay vàng trong truyền thuyết, giải quyết chút chuyện nhỏ này, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Bây giờ bị mắng cũng không sao. Chờ sau khi tiết một chân chính được phát sóng, ai mới có tài liệu thật, tự gặp mặt sẽ biết. Hơn nữa hiện tại bị mắng kỳ thật cũng có chỗ tốt nhất định. Ít nhất đại biểu cho danh tiếng đánh ra ngoài không phải sao. Như vậy bấm ngón tay tính toán, tốn 200 triệu tài chính làm ra hai tỷ hiệu ứng quảng cáo. Quả thực kiếm máu không thua thiệt a. À. 11 giờ tối. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một cô gái khuôn mặt xinh đẹp lão đảo đi trên đường. Mặc một bộ váy dài thuần trắng, trên mặt lại mang theo tang thương cùng hoang mang. Nữ tử này tên là Đặng Tử Kỳ. Là một ca sĩ ở quán Ba Nguyệt Sắc. Theo lý thuyết, hiện tại chính là thời điểm cô làm việc, không nên xuất hiện trên đường phố bởi vì hôm nay, cô gặp phải một chuyện tương đối sốt ruột. 10 giờ tối, Đặng Tử Kỳ cũng như thường ngày, ở trên sân khấu hát cho các vị khách. Một gã trung niên giàu mở đại thúc đi tới. Cười hít mắt nói với Đặng Tử Kỳ. Vị mỹ nữ này, cô hát thật hay. Đặng Tử Kỳ mỉm cười nói. Cảm ơn. Thấy có người thưởng thức tiếng hát của mình, cô mơ ước trở thành một ca sĩ từ tận đáy lòng cảm thấy vui sướng. Tôi là người đại diện của công ty 20 Hà Vĩ, không biết tiểu thư có hứng thú ra mắt trở thành một ca sĩ hay không." Ông chú này lấy từ trong lòng mình ra một tấm danh thiếp đưa cho Đặng Tử Kỳ. Đặng Tử Kỳ nhận lấy danh thiếp, có chút hồ nghi nhìn Hà Vĩ. Cô đối với công ty quản lý có danh tiếng nhất định trong giới vẫn là tương đối hiểu rõ. Chưa từng nghe đến công ty này. Chỉ là cơ hội khó có được, Đặng Tử Kỳ vẫn muốn thử một lần. "Tôi hỏi công ty có thể cung cấp những nguồn lực và sự giúp đỡ nào cho tôi thấy cá mắc câu hà vĩ cười hắc hắc công ty chúng ta tuy rằng mới thành lập không lâu bất quá lão bản sau lưng chúng ta chính là nhân vật thủ nhãn thông thiên vô luận là lên chương trình giúp nghệ sĩ ra đĩa nhạc chuyên dụng đều là chuyện dễ như trở bàn tay cụ thể có chỗ tốt gì nơi này quá ồn ào không tiện nói không bằng chúng ta vào trong phòng khách sạn nói một chút Lúc Hà Vĩ nói lời này, ánh mắt không kìm lòng được hiếp lại thành một khe hở. Bộ dáng thoạt nhìn muốn bao nhiêu hèn mọn thì có bấy nhiêu hèn mọn. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, lời mời này của hắn tuyệt đối không có hảo tâm. Xem ra là mình suy nghĩ nhiều, nào có đơn giản như vậy có thể trở thành một ngôi sao. Đặng tử kỳ âm thầm lắc đầu. Ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng tạm thời tôi không có ý định ra mắt, cảm ơn. Đặng Tử Kỳ khéo léo từ chối lời mời của Hà Vĩ. Nàng không muốn bán thân thể của mình. Câu trả lời của Đặng Tử Kỳ có chút ngoài dự liệu của Hà Vĩ, trên mặt Đặng Tử Kỳ vừa rồi rõ ràng biểu hiện ra một tia mong đợi. Khi mình đề xuất muốn nói chuyện riêng, cư nhiên cự tuyệt. Trước kia hắn dùng chiêu này có thể nói là bách thử bách linh. Nhất là ở quán ba loại này địa phương ca hát trẻ tuổi cô nương đều mơ ước trở thành một tên chính thức ca sĩ vừa nghe đến có thể xuất đạo, đều hấp tấp đi theo mình. Vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Đặng Tử Kỳ, đã bị dung mạo của nàng hấp dẫn. Dưới sự kích thích của cồn, Hà Vĩ đưa tay sờ sờ khuôn mặt Đặng Tử Kỳ. Có như vậy một bộ đẹp mắt gương mặt, chỉ cần ngươi chịu xuất đạo, tuyệt đối có thể nổi tiếng, thật không cân nhắc một chút. Chương 7 Quốc nội hảo âm thanh đáng tin không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đặng tử kỳ bị hà vĩ lỗ mãn dọa sợ, vội vàng lui về phía sau hai bước, né tránh bàn tay heo muối của hà vĩ. Sau đó một cái tác tác vào mặt hà vĩ. Phi, lưu manh. Một màn này, vừa vặn bị quản lý đại sảnh quán ba thấy được. Đặng tử kỳ, con mẹ nó ngươi đang làm gì vậy? Quản lý đại sảnh vội và chạy tới. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Đặng tử kỳ nhanh chóng xin lỗi vị tiên sinh này vị tiên sinh này vô cùng xin lỗi là tà quản giáo không nghiêm hà vĩ khoác tay không cần xin lỗi chỉ cần hôm nay cô ấy cùng tôi uống vài ly chuyện này cứ quên đi nếu thủ đoạn đứng đắn không chiếm được người phụ nữ này hà vĩ định bỏ thuốc cho cô chưa từng gặp qua nữ nhân nóng bỏng như vậy quản lý đại sảnh đoán chừng hà vĩ coi trọng đặng tử kỳ bất quá cũng không có chỉ là không nghĩ tới sẽ là hạ dược chuyện ác liệt như vậy vì thế ra lệnh cho đặng tử kỳ đêm nay cậu không cần hát nữa vui vẻ cùng hà tiên sinh nếu không cậu cũng đừng muốn công việc này thấy quản lý đại sảnh cư nhiên một ngụm liền gọi ra họ hà vĩ hiểu được hai người nhất định là quen biết chính mình uống say nhưng mặc cho người bài bố không ai sẽ để ý chính mình trinh tiết không xứng đáng ta hiện tại liền thu thập rời đi nói xong liền xoay người rời đi thấy đặng tử kỳ không nói hai lời liền rời đi hà vĩ cũng không hề che giấu mục đích của mình kiêu ngạo đối với đặng tử kỳ nói thối nữ biểu tử ngươi không cần cho mặt mũi không biết xấu hổ ta coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi ngươi phải hảo hảo hầu hạ ta ngươi cũng có thể lăn lộn làm minh tinh không theo ta ta cho ngươi chỉ có thể dựa vào đầu đường hát trong mà sống ngươi tin hay không đặng tử kỳ chán ghét nhìn hai người ta thà chết cũng sẽ không ủy thân cho loại người ghê tởm như ngươi. Dứt lời, bước nhanh rời khỏi quán ba. Nhâm Hà Vĩ ở phía sau la hét, vũ nhục cô như thế nào cũng không để ý tới. Sau khi rời khỏi quán ba, hít thở không khí trong lành. Đặng tử kỳ thả lỏng mà hoang mang. Trước đó mỗi ngày còn phải vì kế sinh nhai mà ở lại quán ba nguyệt sắc ca hát. Lòng mang mộng tưởng, lại trải qua cuộc sống giống như cái xác không hồn hiện tại vứt đi gánh nặng trên người lại thấy không rõ đường dưới chân mình thông hướng nào cuộc sống gian khổ và sự tàn khốc của hiện thực đã đánh bại cô gái mạnh mẽ này nước mắt lặng lẽ chảy xuống đi trên con đường nhỏ thưa thớt không mục đích cũng may bạn tốt nhận được tin tức kịp thời tìm được cô được rồi có thời gian mê man không bằng đi thử cái này đi bạn tốt đưa poster tuyển chọn hạ quốc hảo thanh cho đặng tử kỳ bởi vì công việc bận rộn hôm nay cô mới nhận được tấm áp phích này ở ven đường nghĩ đến đặng tử kỳ vẫn luôn có trái tim trở thành ca sĩ liền định đề cử cô đi thử xem đặng tử kỳ nhận lấy tấm áp phích liếc mắt một cái liền thấy được khẩu hiệu bỏ qua tục tiểu trở về với giọng nói tốt chạm vào trái tim cô ấy là một nữ nhân bình thường mà xinh đẹp muốn trở thành minh tinh cần trả giá thật sự là quá nhiều quá trân quý hiện tại có một chương trình truyền hình nói cho cô biết chỉ lấy âm thanh phán xét tốt xấu sao có thể không khiến cô động tâm giống như đặng tử kỳ người mang mộng tưởng cùng năng lực lại không thể thực hiện không ít ở hàn quốc xa xôi thành viên tổ hợp thiếu nữ vũ trụ ngô nghi hiên mạnh mỹ kỳ trình tiểu tiêu ba người lúc này đang vất vả luyện tập sản nghiệp giải trí của hàn quốc so với trong nước hà quốc phát triển hơn rất nhiều lúc trước cũng là vì giấc mộng xa xứ đến hàn quốc làm thực tập sinh tìm kiếm cơ hội xuất đạo. Vốn tưởng rằng trong nước có nhiều chương trình giải trí như vậy đều sao chép bên này, Hàn Quốc hẳn là so với trong nước càng dễ dàng ra mắt. Nhưng mà hiện thực lại tương đối tàn khốc. Áp lực cạnh tranh bên này tuyệt không nhỏ hơn so với trong nước, thậm chí còn có hơn. Mỗi năm tăng thêm thực tập sinh quả thực nhiều như lông trâu. Ba người bọn họ chẳng qua là một phần tử không đáng chú ý trong ngàn vạn cá chép sông mà thôi. Muốn vượt qua Long môn trở thành đối tượng được vạn người chú ý, thật sự là quá khó khăn. Hàng năm có thể từ trong thực tập sinh trổ hết tài năng, người ra mắt thành công lát đác không có mấy. Huống chi, tổ hợp trung hàng này một chút danh tiếng cũng không có. Yêu cầu đối với thành viên lại tương đối cao, khiến ba người gần như không nhìn thấy hy vọng. Ngày qua ngày lặp lại các loại huấn luyện khô khan, nhàm chán. Mỗi ngày đều phải đem tinh lực của mình tiêu xài ở phương diện huấn luyện, cơ bản cả năm không nghỉ nếu không phải giấc mộng đang chống đỡ các nàng đã sớm về đến nhà tìm kiếm an ủi ngay cả như vậy các nàng cũng quanh quẩn bên bờ vực tuyệt vọng một ngày hai ngày không có cảm giác một tháng hai tháng cũng chịu đựng được nhưng một năm hai năm tuổi thanh xuân của phụ nữ chỉ có một hai mươi năm ngắn ngủi những năm tháng đẹp nhất đều hiến dâng cho ước mơ lại dùng cái gì đi hiến cho cha mẹ mình các nàng không biết mình còn có thể tiếp tục kiên trì bao lâu có lẽ có thể mãi cho đến khi giấc mộng thực hiện cũng có thể ngày hôm sau sẽ không chịu nổi cuộc sống không có đường ra này nữa ban đêm kéo lê thân thể mệt nhọc ba người dìu nhau về ký túc xá trong lúc chờ tắm ngô nghi hiên lấy di động ra nhàm chán lật xem đây đại khái chính là thời điểm nhàn nhã nhất mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm ngủ chương trình tuyển chọn lớn giọng hát hay của hạ quốc cuộc tuyển chọn bắt đầu anh có giọng nói tự nhiên không? Bạn có kỹ năng hát hay không? Anh có ước mơ gì không? Bất kể diện mạo như thế nào, giá trị như thế nào, chỉ cần ngươi có một trái tim muốn hát, thanh âm tốt đều hoan nghênh ngươi đến. Video quảng cáo âm thanh tốt thoáng cái hấp dẫn ánh mắt ngô nghi hiên. Này này này, Mỹ kỳ ngươi mau đến xem, trong nước ra một cái tuyển tú tiết một đà hạ quốc hảo thanh âm, ngươi đến xem một chút đáng tin sao. Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cảm tạ mọi người nha, sách mới số liệu phi thường trọng yếu. Quyển sách tồn bản thảo rất nhiều, dự tính 7 ngày thượng giá, thượng giá đại bạo phát. Chương 08 Người có phải hay không đối với năm ức có hiểu lầm gì? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lời nói của Ngô Nghi Hiên thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của Mạnh Mỹ Kỳ. Nhận lấy di động của Ngô Nghi Hiên nhìn. Sau khi xem xong, còn dùng điện thoại di động của mình thiên độ một chút chương trình này là do bàn xoài chuẩn bị nếu là xí nghiệp nổi tiếng dẫn đầu vậy độ tin cậy tự nhiên không cần phải nói chỉ là không biết chương trình có đủ công bằng như họ quảng cáo hay không trong khoảng thời gian làm thực tập sinh ở hàn quốc bọn họ kiến thức giới giải trí quá nhiều hắc ám có không ít nữ minh tinh bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp bên trong chỉ là đồ chơi của cấp cao công ty vẫn là loại có thể tặng cho nhau hơn nữa có một bộ phận người còn đặc biệt khẩu vị nặng chơi tương đối hoa quả thực đem ba người các nàng ghê tởm không nhẹ có người cũng coi trọng các nàng dung mạo muốn một lần đem các nàng ba cái thu vào trong tay ba người tự nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu biến thái như vậy của hắn điều này cũng dẫn đến các nàng đã ở đây một năm rưỡi nhưng vẫn không có nửa điểm ánh trạng đông trùng hợp lúc này Trình Tiểu Tiêu cũng tắm rửa xong đi ra. Vì thế Mạnh Mỹ Kỳ đem lo lắng của mình nói cho nàng biết. Ai ngờ, sau khi Trình Tiểu Tiêu biết được tin tức này, vẻ mặt hưng phấn. Mango đại ta hiểu rất rõ, trước đó vài ngày đại trưởng đổi thành một cái tuổi trẻ phú nhị đại. Lúc mới nhậm chức, trong buổi họp báo đã nói rõ, sẽ không đưa vào chương trình giải trí của Hàn Quốc, lại càng không muốn những tác phẩm điện ảnh và truyền hình được gọi là tiểu thịt tươi kia quay tôi luôn cảm thấy anh ấy là một người thực sự tỉnh táo. Chỉ là không ai hiểu cách làm của hắn, đài truyền hình xoài càng làm càng kém, sắp trở thành lịch sử. Nếu như là tiết mục do mang quả đài chuẩn bị, vậy tính công bằng khẳng định cũng có bảo đảm tương đối. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần. Nghe Trình Tiểu Tiêu nói xong, hai người kia đều có chút động tâm. Vì thế Trình Tiểu Tiêu vội vàng thêm lửa khoảng thời gian trước chúng ta cự tuyệt yêu cầu của cấp cao công ty, sau này muốn ra mắt phỏng chừng hơn phân nửa là không ổn. Trừ phi chúng ta theo tên đại thúc ghê tẩm kia. Dù sao cơ hội đã xa vời, không bằng về nước đánh cược một lần. Không chừng còn có thể tìm được đường ra, không phải sao. Hai người suy nghĩ một chút, đích xác có thể. Thay vì lãng phí tuổi thanh xuân vô ích ở đây, còn không bằng về nước. Cho dù thất bại, liền bồi ở bên cạnh người nhà mình, tìm một công việc bình thường, qua một thân bình thản. Vì mộng tưởng phấn đấu qua, cả đời này cũng không có gì tiếc nuối. Được, vậy ngày mốt chúng ta xuất phát về nước. Trên mặt ba nữ sinh lại giấy lên ngọn lửa hy vọng. Cùng với đó, còn có một loại cảm giác giải thoát buông xuống. Biết rõ là không thể làm, còn mạnh mẽ chống đỡ tìm kiếm hy vọng cơ hồ không tồn tại, thật sự là làm cho các nàng khó chịu lợi hại trong và ngoài nước Hạ Quốc, người có cùng suy nghĩ với họ không ít. Người thực sự muốn đi con đường này. Cũng sẽ không giống như đám người trên mạng kia, ác ý hãm hại thanh âm tốt của Hạ Quốc. Thay vào đó, hãy coi đó là một cơ hội hiếm có. Bao gồm một số người đã ở các vị trí khác. Cũng có một bộ phận người bắt đầu rục trịch. Cũng may lúc trước không có loại chương trình tuyển chọn này xuất hiện. Còn có rất nhiều người mang bản lĩnh, nhưng không có bị khai cuộc tồn tại cùng với các loại tuyên truyền tiến hành. Nhiệt độ của Hạ Quốc Hảo thanh âm, đi tới một bình cảnh. Tiếp tục dùng tiền tuyên truyền, hiệu quả có thể tạo ra cũng không lớn. Vì thế Lâm Tử Hiên quyết đoán quyết định, lại tiếp tục gia tăng mảnh liệu. Cho đóng lửa hừng hực này thêm một mồi củi. Dưới sự bày mưu đặc kế của Lâm Tử Hiên, tổ làm chương trình đầu tư 230 triệu mời được 4 vị giáo sư quan trọng, tin tức tổng vốn đầu tư 500 triệu bị trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Đúng như Lâm Tử Hiên dự liệu. Sau khi tin tức này được tung ra, nhiệt độ vốn tăng trưởng đã chậm lại, lại hung hăng nhảy lên mạng. Bàn xoài có thể có bao nhiêu tiền, mọi người còn không rõ ràng lắm. 500 triệu này rõ ràng là Lâm Tử Hiên tự bỏ tiền túi ra, đây là quyết tâm muốn làm ra chút thành quả A. À? Chương trình truyền hình hiện nay, có bao nhiêu người có thể đầu tư khoa trương như vậy? động một chút chính là tiết mục tình cảm, ngay cả đại bài cũng không cần mời. Đến mấy buổi diễn quần chúng, diễn liền xong việc. Một bộ trọn vẹn, ngay cả 100 triệu cũng không tiêu được. Một đài truyền hình hạng ba dựa vào cái gì có bút tích lớn như vậy? Hơn 10 đài truyền hình trong nước Hạ Quốc cũng biết được tin tức này. Nhất thời chua sót không chịu được. Nếu không là có một người cha tốt, loại người như Lâm Tử Hiên, phỏng chừng ngay cả 5.000 khối cũng không lấy ra được giám đốc đài truyền hình Triết Giang xem tin tức trên mạng khinh thường nghĩ. Bản thân vất vả dốc sức làm việc mấy chục năm. Thật vất vả mới trà trộn được vị trí đài trưởng. Mà Lâm Tử Hiên cái gì cũng không cần làm, chỉ là bởi vì muốn làm đài trưởng. Vì thế hắn trở thành đài trưởng. Cho dù năng lực của hắn kém thế nào, đem xoài đài làm cho suy bại bao nhiêu. Không ai có thể lây chuyển vị trí của hắn điều này làm cho lão đài trưởng làm sao nuốt xuống khẩu khí này chưa kể sau ngần ấy năm hắn đã đem làm tốt tiết mục truyền hình trở thành sứ mệnh cả đời của mình thấy lâm tử hiên chà đạp đài truyền hình xoài như vậy mỗi lần nhắc tới đài truyền hình xoài hắn liền tức giận muốn chỉ vào mũi lâm tử hiên chửi má nó chỉ là không có bản lĩnh kia đi làm như vậy hiện tại nhìn thấy lâm tử hiên vung tay lên liền muốn dùng 500 triệu đến làm một cái để cho hắn cảm thấy không hề xem chút nào TV tiết mục. Lão đài trưởng ở trong lòng gọi thẳng bại gia tử nga. Nếu như 500 triệu này có thể đến trong tay hắn, có thể làm ra bao nhiêu chương trình giải trí ưu tú. Hắn đã nhận định Lâm Tử Hiên sẽ không làm ra tiết mục gì. Rất nhiều thứ cũng không phải chỉ dựa vào tiền là có thể làm tốt. Nếu Lâm Tử Hiên biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ khịt mũi coi thường hỏi, "Có phải anh có hiểu lầm gì về 500 triệu không? Cho dù toàn bộ lấy ra bán pháo hoa, tỷ lệ người xem cũng tuyệt đối cao. Phải biết rằng, ở thủy tinh thế giới, người thích xem thổ hào truyền hình trực tiếp xe sang trọng, xa xỉ phẩm không ít. Ăn mì ăn liền 5 đồng, khen thưởng cho những người có gia sản đồng một chút là hơn trăm triệu. Cũng không biết là tâm tính gì." Các huynh đệ tỷ muội sách mới kỳ số liệu phi thường trọng yếu, cầu mọi người bỏ một chút hoa tươi, phiếu đánh giá, sưu tầm. Cảm tạ cảm tạ. Chương 09 Hảo âm thanh hải tuyển hiện trường, cầu tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giám đốc đài truyền hình vệ tinh phương Tây thậm chí còn phát biểu một đoạn ý vị sâu xa trên khăn quàng cổ tư nhân. Thay vì tốn nhiều tiền, tổ chức một chương trình giải trí không có ý nghĩa như vậy tại sao không dùng số tiền này thành lập một quỹ để cho người chuyên nghiệp xử lý một cơ hội cho những người thực sự có ước mơ và cần sự giúp đỡ suy nghĩ một chút cũng biết lão nhân này rất xấu xa một là nói cho lâm tử hiên tiền nhất định là trôi theo dòng nước tiết mục sẽ không thành công hai là nói hắn không phải là người làm nghề này nhanh chóng đem đài trưởng tặng cho người chuyên nghiệp làm đi tuy rằng không có điểm danh nhưng này đại trưởng lời nói chính là nói cho lâm tử hiên nghe hắn cũng không sợ lâm gia làm gì hắn dù sao cơ cấu dựa lưng không giống nhau lâm tử hiên vốn không muốn để ý đến hắn tất cả chương trình giải trí trong mắt lâm tử hiên một người có thể đánh cũng không có không cần phải tức giận với những tên hề nhảy nhót này nhưng nghĩ lại không phải là mình sợ hắn sao vậy thì không được hào quang phú nhị đại trên đỉnh đầu mình hệ thống thần bí gia thân, há có thể cho phép người khác càng rỡ. Vì thế trên khăn quàng cổ của Lâm Tử Hiên lại có thêm mấy chữ to. Ta dùng tiền của ngươi sao? Ngắn gọn rõ ràng, còn chán ghét người khác. Giám đốc đài truyền hình vệ tinh phương Tây nghẹn hồng thiếu chút nữa đập bàn phím. Cư dân mạng lại xem náo nhiệt. Lâm đài trưởng nói rất đúng. Mặc kệ tiết mục Hạ Quốc Hảo Thanh Âm này làm thế nào, tôi khẳng định đại khái, có lẽ sẽ xem một chút trên lầu xoay vòng quá nhanh thiếu chút nữa ném tôi ra ngoài khoan hãy nói ta ngược lại là rất chờ mong năm trăm triệu tiền mặt có thể chơi ra cái gì đa dạng đến ta cả đời này ngay cả năm trăm vạn cũng chưa từng nói qua ngươi cái cặn bã ta năm vạn cũng chưa từng thấy qua xin hỏi có ai biết lâm tử hiên có thích nam hay không nôn cúc thô trong lúc vô tình đài trưởng đài truyền hình vệ tinh phương tây còn biến tướng giúp lâm tử hiên tuyên truyền một đợt hiệu quả còn tương đối khá lâm tử hiên yên lặng cho hắn phát trương người tốt thẻ phương diện tuyên truyền đã phô thiên cái địa rãi khắp cả nước cuộc thi cũng được đưa lên nhật trình dưới trọng lợi nhạc sĩ nguyện ý làm giám khảo còn tương đối không ít trải qua một phen kiểm tra nhào nhào đi lên cương vị của mình ngày đầu tiên bắt đầu tuyển chọn Lâm Tử Hiên mang theo Giang Tiểu Bạch, đích thân tới hiện trường. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thử xem sao. Người đến người đi, hiện trường vô cùng náo nhiệt. Người trẻ tuổi hơn 20 tuổi có tâm ông mộng tưởng, cũng có các đại thúc bác gái trung niên không chịu cô đơn. Lúc này trong tay bọn họ cầm số thứ tự tuyển chọn, lo lắng chờ đợi tuyển chọn kế tiếp. Có người sợ mình phát huy không tốt, ngay tại chỗ bắt đầu diễn tập hát vang. Giọng nói của người anh em này quả thực tuyệt vời." Lâm Tử Hiên cảm thán nói, chính mình mù quán hát cũng khó nghe đến loại trình độ này. Cũng may giai đoạn tuyển chọn không cần toàn bộ thí sinh hát xong, chỉ cần hát một đoạn là được. Nếu không tiếp tục để hắn vui vẻ, Lâm Tử Hiên đoán lỗ tai mình sẽ sinh non. Đáng tiếc, khuôn mặt tốt như vậy, chỉ cần có chút thực lực. Đóng gói lại một chút, tuyệt đối lại là một tiểu thịt tươi đang nổi tiếng. Giang Tiểu Bạch phụ họa nói. Chúng ta là muốn chọn chân chính có thực lực người, không phải tiểu thịt tươi. Lâm Tử Hiên nghiêm mặt nói. Giang Tiểu Bạch lập tức ý thức được mình nói sai rồi. Đã biết đại trưởng. Hắn còn không đẹp trai bằng đại trưởng anh một nửa. Nói xong, Giang Tiểu Bạch cười le lưỡi với Lâm Tử Hiên. Ta mẹ nó, này bác gái như thế nào sẽ béo thành như vậy? Tại trêu đùa Giang, lại một tên trọng lượng tuyển thủ bước lên sân khấu. Khi nàng đi lên sân khấu thời điểm, Lâm Tử Hiên đều có thể mơ hồ cảm giác được sàn gỗ truyền đến chấn động. Ta nhìn thấy. Từng ngọn núi, từng ngọn núi. Đừng nhìn cô ấy đeo, lốp xe tải nặng. Vừa mở miệng, giọng nói trong trẻo sáng ngời, tương đối dễ nghe. Dưới sự hướng dẫn của người chuyên nghiệp, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành một ca sĩ không tồi không được hoàn mỹ chính là âm cao làm cho người ta thập phần chờ mong, không thể làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nói tóm lại xem như trung bình. Nếu bộ phận âm cao có thể đột phá phía chân trời, quán quân lần này, cô ấy tuyệt đối là người cạnh tranh có lực. Lâm Tử Hiên lắc đầu. Ta ngược lại cảm thấy gì này hát rất hay. Có nội vị của hàng hồng lão sư. Tiểu Bạch A, đánh giá một bài hát, cũng không phải chỉ xem âm thanh có dễ nghe hay không. Lâm Tử Hiên vẻ mặt cao thâm nói với Giang Tiểu Bạch, chớp mắt một cái, ba giờ trôi qua. Lâm Tử Hiên vẫn say sưa nhìn quá trình tuyển chọn. Trong khoảng thời gian này, hắn bị tiết một tình cảm Hàn Quốc đầu độc rất sâu. Hiện tại thanh âm tốt còn chỉ nhìn là giai đoạn tuyển chọn đã làm cho hắn xem đến mê mẩn. Giang Tiểu Bạch lôi kéo Lâm Tử Hiên ống tay áo. Đại trưởng, lập tức đến giờ cơm trưa, nếu không để cho mọi người đi trước ăn một bữa cơm được rồi nói cho mọi người đi nghỉ ngơi trước đi hai giờ chiều lại tiếp tục làm việc nghe lâm tử hiên nói xong những người khác âm thầm thở phào nhẹ nhõm đều rất sợ lâm tử hiên nhìn đến mê mẩn vẫn không ngừng nhìn tiếp hắn chịu đựng được những người khác cũng chịu không nổi nha người có thể có thành tựu về phương diện nghệ thuật âm nhạc ít nhất cũng là ba mươi tuổi đi lên nhưng không có tinh lực tốt như lâm tử hiên trước khi đi lâm tử hiên thuận miệng gọi lại một người đến tham dự tuyển chọn hỏi này người anh em tại sao anh lại tới tham gia cuộc thi giọng hát hay đột nhiên bị người gọi lại người này rõ ràng sửng sốt một chút sau đó mới trả lời đương nhiên là vì ước mơ a à, tôi thấy giới thiệu nói còn có giai đoạn tuyển chọn mù quáng nghĩ đến hẳn là một sân khấu rất công bằng cho nên cái này không phải ông tâm may mắn đến thử một lần sau nói xong người này còn thẹn thùng gãi gãi đầu. Hai người trước mắt này, mặc dù hắn không biết. Nhưng vừa rồi ở trên sân khấu, hắn rõ ràng nhìn thấy hai người này ngồi ở ban giám khảo bên cạnh. Ít nhất cũng phải là quản lý cấp cao chứ. Lâm Tử Hiên vỗ vỗ người này bả vai. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, hy vọng ngươi có thể ở chính thức trên sân khấu có càng xuất sắc biểu hiện. Đại huynh đệ này trong nháy mắt mừng rỡ như điên, Lâm Tử Hiên nói đây không phải là ám chỉ hắn hắn đã thông qua tuyển chọn sao? Vội vàng cảm ơn Lâm Tử Hiên đã rời đi. Lâm Tử Hiên không quay đầu lại, khoác tay áo, mang theo Giang Tiểu Bạch tiêu sái rời đi. Lái xe đi tới một nhà khách sạn 4 sao, Giang Tiểu Bạch vui vẻ điểm lên một bàn mình thích nhất. Nhưng mà ở trên bàn cơm, Giang Tiểu Bạch lại một bộ tâm sự nặng nề. Chương 10 Hải tuyển làm trực tiếp, cẩn thận lật thuyền A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio lâm tử hiên bất đắc dĩ nói đại tỷ a ngươi này khuôn mặt đau khổ ở trước mặt ta để cho ta làm sao ăn cơm nha có tâm sự gì ngươi cứ nói ra chỉ cần không phải là chuyện trái lương tâm ta đều ôm cho ngươi đại trưởng hôm nay tôi xem hiệu suất tuyển chọn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào chính thức ghi hình tiết mục chúng ta tiêu tiền quảng cáo nhiều như vậy chậm chạp không ra thành quả nhiệt độ chúng ta vất vả tích góp từng tí một sẽ dần dần tiêu hao không còn anh nói xem chúng ta nên giữ nhiệt độ như thế nào nghe xong phiền não của giang tiểu bạch lâm tử hiên vỗ óc một cái hôm nay chỉ lo cho mình vui vẻ quên cả chính sự lát nữa cậu gọi điện thoại cho người trong đài buổi chiều phái mấy người quay phim tới đây lâm tử hiên nói thấy lâm tử hiên hỏi một đằng trả lời một nẻo giang tiểu bạch là một dấu chấm hỏi tốt đài trưởng chỉ là cái này cùng duy trì nhiệt độ có quan hệ gì sao người có ngốc hay không a à, ai nói chúng ta chỉ có thể mở chính thức tiết mục buổi chiều để cho bọn họ tới chúng ta mở cái chuyên mục mỗi ngày tiến hành một đoạn thời gian trực tiếp hiện trường chỉ cần làm tốt không chỉ không cần nghĩ biện pháp đi duy trì nhiệt độ của chúng ta còn có thể chưa phát sóng đã nổi tiếng thu hút một lượng lớn khán giả trung thành cho giọng hát hay của hà quốc lâm tử hiên đáp Giang Tiểu Bạch có chút hồ nghi nhìn Lâm Tử Hiên. Như vậy có được không? Bản thân Hạ Quốc Hảo Thanh Âm đã không được đại đa số người coi trọng, càng miễn bàn bây giờ còn là giai đoạn tuyển chọn. Chất lượng lại càng không thể được bảo đảm. Điều này cũng sẽ thu hút khán giả. Sợ không phải đang bôi nhọ tiết mục của mình. Ở chung lâu như vậy, Giang Tiểu Bạch đối với Lâm Tử Hiên có mấy cân mấy lượng vẫn là rất rõ ràng chẳng qua cô rõ ràng chính là Lâm Tử Hiên kia. Hiện tại đã đổi người chơi rồi. Không cần cứng nhắc như vậy nha, phải ông tinh thần giải trí đi đối đãi chuyện này. Có không ít người đúng là kỹ thuật hát, giọng hát rất kém cỏi. Nhưng loại thể nghiệm đãi vàng sóng to này cũng tuyệt đối là tương đối khá. Tin tôi đi, buổi phát sóng trực tiếp này tuyệt đối sẽ có người xem. Lâm Tử Hiên tràn đầy tự tin nói. Nhu cầu văn hóa tinh thần bên này còn đang trong giai đoạn cung nhỏ hơn cầu có quá nhiều điều mới mẻ đang chờ người ta khám phá không nói cái khác phát sóng trực tiếp cái này ngành nghề ở bên này vừa mới vừa mới khởi bước phần mềm truyền hình trực tiếp cũng chỉ có hai ba nhà như vậy nội dung truyền hình trực tiếp càng miễn bàn ngoại trừ trò chơi vẫn là trò chơi nếu không chính là mỹ nữ bồi tán gẫu hơn nửa loạn như bụi các loại sự kiện cửa tầng tầng lớp lớp nhắc tới truyền hình trực tiếp phản ứng của mọi người bên này chính là thiếu niên nghiện internet bán thịt ăn mày trên mạng tuyệt đối không có từ ngữ tốt nào có thể phát ra từ miệng bọn họ sự thiếu hụt về mức độ giám sát sự thiếu hụt về quy tắc ngành nghề khiến cho ngành truyền hình trực tiếp trên mạng này vẫn chưa được công chúng công nhận đây cũng là lý do vì sao lâm tử hiên vừa nói đến muốn phát sóng trực tiếp quá trình tuyển chọn phản ứng đầu tiên của giang tiểu bạch là bôi nhọ chương trình nhưng bây giờ truyền hình trực tiếp bình luận đều không tốt lắm nội dung cũng là lấy trò chơi làm chủ truyền hình trực tiếp bình đại tuyệt đối sẽ không cho chúng ta tài nguyên cùng con đường mọi người cũng lấy thanh thiếu niên làm chủ phạm vi thật sự quá nhỏ lời nói của lâm tử hiên không thể xóa bỏ băn khoăn trong lòng gian tiểu bạch tôi nói truyền hình trực tiếp không nhất định cần nền tảng nếu có thể đàm phán hợp tác là tốt nhất nếu không thể nó có thể được phát sóng trên kênh truyền hình của chúng tôi cứ coi nó như một chương trình giải trí là được nói xong lâm tử hiên gấp một đỗ cải trắng tinh tế thưởng thức khoan hãy nói một miếng cải trắng mấy chục khối này tư vị là tương đối khá một ngụm đi xuống miệng thơm ngon mùi thơm nồng thuần nhìn lâm tử hiên không chút quan tâm thưởng thức mỹ thực Giang tiểu bạch cũng rất là bất đắc dĩ nếu đài trưởng đã tính trước làm trợ lý cũng chỉ có thể phân phó làm việc. Đúng rồi, cụ thể muốn phát nội dung gì, đến lúc đó tôi sẽ sàng lọc. Đừng đem tất cả mọi thứ phát ra ngoài. Nghĩ đến đài truyền hình không thể chỉ phát một chương trình. Vạn nhất lại vận khí không tốt, liên tiếp gặp phải vài ca sĩ tử vong. Khả năng lật xe dường như cũng không nhỏ. Lâm Tử Hiên cảm thấy mình vẫn nên kiểm tra nhiều hơn thì tốt hơn lúc này mới chuẩn bị đi tới đỉnh cao nhân sinh, kết quả liền rơi vào trong hố, ngụ ý không tốt lắm. Giang Tiểu Bạch bị Mỹ thực chinh phục mơ hồ không rõ nói. Đại trưởng tốt. Sau khi ăn xong, Giang Tiểu Bạch liền lập tức thông báo quyết định của Lâm Tử Hiên. Chưa đến một giờ, các nhà quay phim mang theo các loại thiết bị đã chờ ở cửa hội trường. Tuy nói tỷ lệ người xem đã xếp hạng ba. Nhưng thiết bị của đài truyền hình tuyệt đối là tiêu chuẩn hạng nhất các loại máy chụp ảnh cao thanh đặt ở bốn phía sân khấu. Còn có hai máy bay không người lái, có thể từ trên không nhìn xuống tình huống hội trường. Trong lúc sắp xếp, Giang Tiểu Bạch còn liên lạc được với người phụ trách hai kênh truyền hình trực tiếp là Cá Mập Hổ và Nanh Sói ở Hạ Quốc. Nói kỹ một chút hợp tác nội dung, Giang Tiểu Bạch cuối cùng lựa chọn Nanh Sói phát sóng trực tiếp nền tảng. Cá Mập Hổ bên kia nguyện ý cung cấp một ít tài nguyên quảng bá, nhưng là có trả tiền đã sớm nghe nói phú nhị đại cao cấp trong nước bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức một chương trình giải trí. Há có thể bỏ qua cơ hội vuốt lông cừu này. Mà Lan Nha bên này thì tốt hơn rất nhiều. Không coi tất cả mọi người là kẻ ngốc. Cam kết 2 giờ đẩy miễn phí trên trang chủ. Nhưng 2 giờ sau, số người xem trực tiếp phải trên 70.000 người. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này. Tiếp theo còn cần vị trí đề cử của trang chủ thì cần chi phí thương mại khác. Về phần lễ vật chia, hai nhà đều cho bốn sáu phần. Không có lựa chọn nào cả. Tỷ lệ chiếm hữu thị trường hiện nay của hai nhà gần như ngang nhau. Vậy khẳng định chọn nanh sói truyền hình trực tiếp, không nói. Sau khi xử lý xong những việc này, đã gần 2 giờ chiều. 1 giờ 55 phút. Một phân khu mới xuất hiện trên trang đầu của chương trình truyền hình trực tiếp nanh sói không ít người dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ mở ra vượt sâu tội ác này